đón quý vị quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh cùng các sơ hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Vâng, xin kính chào tất cả các bạn và xin mến chúc tất cả các bạn hôm nay một buổi học thật vui và ý nghĩa cùng với hai sơ nha. Sơ Mai Hường ơi, Sơ Mai Hường có nhớ là trong loạt bài chúng ta học về Tin Mừng theo Thánh Matthew thì chúng ta đã học qua những đề tài nào không? Nếu em nhớ không lầm thì chúng ta đã học qua 3 bài rồi. Thứ nhất đó là tổng quan về việc đọc các sách Tin Mừng. Thứ hai, Đức Giêsu là Đấng Messiah của ước đã đảm bảo. Và bài thứ ba, Đức Giêsu có phải là Môsê mới không? Và các bạn biết không, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học một đề tài mới, đó là chân dung người môn đệ của Đức Giêsu. Vậy thì Sơ Ánh Hồng có thể giải thích cho các bạn biết tại sao hôm nay chúng ta lại học đề tài này không? Như các tin mừng khác, chủ đích chính của Tin Mừng theo Thánh Matthew là trình bày về Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Nhưng Thánh Matthew cũng làm nổi bật những gì có liên hệ hoặc những ai có tương quan mật thiết với sứ vụ của Đức Giêsu Kitô. Vì thế mà một trong những chủ đề quan trọng của Tin Mừng theo Thánh Matthew là chân dung của người môn đệ. Vâng, thưa các bạn, trong cuộc sống ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều khó khăn và cản trở chúng ta trong việc sống ơn gọi là người môn đệ của Đức Kitô. Cuộc sống ngày hôm nay cũng làm cho chúng ta khó có thể nhận ra được đâu là chân dung đích thực để chúng ta có thể xây dựng và sống đời sống một người Kitô hữu như là Chúa và Giáo hội mong mỏi nơi chúng ta. Thực ra trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều những mẫu gương sống động là người môn đệ của Đức Kitô để cho chúng ta học hỏi. Nhưng trong bài học ngày hôm nay, xin giới thiệu với các bạn chân dung đích thực của người môn đệ Đức Kitô được xây dựng trong Tin Mừng của Thánh Matthew. Đây không chỉ là những người đồng hành với Đức Giêsu trong hành trình ra giảng của Ngài, nhưng họ còn được xây dựng như là một mô hình lý tưởng cho những người Kitô hữu trong cộng đoàn của Thánh Matthew nữa đó các bạn. Wow, nghe Sơ Mai Hường giới thiệu thì mình thấy là chân dung của người môn đệ cũng có khối chuyện để nói đây. Vâng. Theo Thánh Matthew thì chân dung của người môn đệ Đức Kitô được xây dựng dưới 3 chu kích. Chu kích thứ nhất là được gọi là môn đệ, chu kích thứ hai được gọi để sống kết hợp với Đức Kitô và thứ ba là được sai đi loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, trong giới hạn của bài học hôm nay, chúng ta chỉ tìm hiểu đặc tính đầu tiên, đó là được gọi là môn đệ. Và Sơ Ánh Hồng ơi, trong đặc tính đầu tiên này, để tìm hiểu về nó thì chúng ta sẽ có một trò chơi, đó là trò chơi nhặt bảng chữ và gọi tên. Sơ Ánh Hồng có sẵn sàng với trò chơi này không? Sẵn sàng. Và đây là luật: khi em giơ lên một bảng chữ, trong đó sẽ có những cụm từ và Sơ Ánh Hồng nhìn vào đó, đồng thời giải thích cho các bạn biết những yếu tố trong đặc tính đầu tiên của người môn đệ Đức Kitô ha. Trời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bảng chữ đầu tiên. Tên 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 tên. À, khởi xướng từ Đức Kitô. Có nghĩa là chính Đức Kitô đã trực tiếp gọi một người để trở nên môn đệ của Ngài. Rồi, rất là chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ coi bảng chữ thứ hai. Đây. À, công việc thường nhật. Có nghĩa là Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ ngay khi họ đang làm những công việc thường nhật của họ. Đúng rồi đó chị. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bảng chữ thứ ba nha. Đây. Hiệu triệu. À, như chúng ta đọc Tin Mừng và thấy rằng khi Đức Giêsu chọn gọi các môn đệ, Ngài thường dùng công thức hãy theo ta, và đó như là một lời hiệu triệu. Còn gì nữa ta? Đây. Đáp trả ngay lập tức. Có nghĩa là chúng ta nhận thấy các môn đệ sau khi được Đức Giêsu gọi hãy theo ta, thường trong Tin Mừng sẽ diễn tả là các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo người ngay lập tức. Và tiếp theo, tiếp theo là chia sẻ sứ vụ, đó là người môn đệ được mời gọi để cùng chia sẻ sứ vụ của thầy theo đúng bước chân của thầy. Vâng thưa các bạn, và đây là bảng chữ cuối cùng. Đáp lại các cá vị. Về điểm đáp lại các cá vị là bởi vì lời mời gọi của Đức Giêsu đối với các môn đệ là lời mời gọi cá vị, nên lời đáp trả cũng là lời đáp trả cá vị, chứ không phải là một người nào khác đại diện trả lời cho một cá nhân nào đó. Nhưng họ lại tháp nhập vào đời sống chung của nhóm.
Vâng thưa các bạn, đó là những yếu tố trong đặc tính đầu tiên được gọi là môn đệ của người môn đệ Đức Kitô. Và vì được gọi bởi một con người màu nhiệm nên các môn đệ được đưa từ những điều đã biết đến những điều chưa biết. Ủa, các môn đệ Đức Kitô đi từ điều biết đến điều không biết nghĩa là sao vậy ạ? Vâng thưa các bạn, chúng ta vẫn thường nghe nói rằng chúng ta đi từ những điều chưa biết đến những điều biết phải không cơ? Nhưng mà đối với những người môn đệ của Đức Kitô thì được đưa từ những điều đã biết đến những điều chưa biết. Đó có nghĩa là các môn đệ được đưa từ những kinh nghiệm mà các ông đã có trong cuộc sống, trong công việc thường nhật đến những điều mà các ông chưa bao giờ có kinh nghiệm. Đưa các ông từ những điều trong cuộc sống thường ngày đến những điều thánh thiêng hơn và hoàn thiện hơn. Rồi đưa các ông từ một con người mà các ông tưởng chừng như là các ông đã biết hết, nhưng thực ra các ông lại chưa biết gì chính xác về Ngài, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Sơn Hồng ơi, vậy thì trong ơn gọi trở nên người môn đệ của Đức Kitô thì cũng có rất là nhiều thách thức và những thách đố dành cho các ông. Vậy thì bây giờ chị Hồng có thể nói cho quý vị cùng biết một số thách đố trong ơn gọi của người môn đệ Đức Kitô ha. Nơi sứ vụ của người môn đệ, con đường theo Ngài là con đường từ bỏ. Chính Đức Giêsu đã nói, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Matthew chương 16 câu 24. Nói về thập giá thì cuộc sống của người môn đệ có vô vàn thập giá với các mức độ thử thách khác nhau, thuộc mọi lĩnh vực khác nhau: gia đình, bạn bè, sức khỏe, tài năng, công việc. Ví dụ như là đôi khi chúng ta phải trả giá đắt trong tương quan chỉ vì Đức Kitô, vì chọn lựa niềm tin và ơn gọi. Chẳng hạn, có những người phải chia tay người yêu để đi tu, trở thành linh mục hoặc tu sĩ. Có những bạn khao khát tham gia vào giáo lý viên, tham gia các hội đoàn trong giáo xứ, nhưng bị gia đình ngăn cản. Các bạn ấy vẫn sắp xếp công việc gia đình hoặc những cản trở của bố mẹ để trở thành người tông đồ của Chúa. Cũng có những người cha, người mẹ đau yếu, muốn đến dâng thánh lễ, nhưng con cháu không giúp trở đi, thì vẫn lê từng bước đến để tham dự thánh lễ với cộng đoàn. Các bạn thân mến, trong tin mừng Matthew chương 10 từ câu 34 đến câu 36, Đức Giêsu có nói rằng, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Vâng, đó chính là thách đố cho những ai chọn lựa và can đảm đi trên con đường của Đức Kitô và trở thành môn đệ của Ngài. Không chỉ có thế, trong tin mừng Matthew chương 10 câu 38, Đức Giêsu còn nói rằng, ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Như vậy, đỉnh cao của sự từ bỏ chính là việc từ bỏ chính mình. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta gặp khó khăn, đau khổ và chúng ta kêu gào lên Chúa, nhưng Ngài vẫn im lặng. Đây là con đường từ bỏ mà chúng ta gặp thấy hầu hết trong đời sống của các thánh. Các ngài phải đi trong đêm tối của đức tin. Các ngài phải mò mẫm trong sự yếu đuối của thân phận con người. Nhưng mà mặt khác, các ngài vẫn bám chặt lấy Đức Kitô. Và đó chính là thách thức của người môn đệ đó các bạn. Từ đây chúng ta có thể thấy là điều mà chúng ta phải ghi nhớ, không được quên, đó là người môn đệ phải là người tin. Đây cũng là thách đố cho người môn đệ. Tin ở đây sẽ dẫn đến lòng trung thành để từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hàng ngày mà theo Đức Kitô. Điều đó có nghĩa là người môn đệ của Chúa có khả năng bỏ đi những giá trị hiện tại để đạt được giá trị đời đời, bỏ đi ý riêng của bản thân mình để làm theo thánh ý Chúa. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết chắc một điều rằng, cho dù người môn đệ có từ bỏ gia đình hay từ bỏ chính bản thân mình thì cũng nhằm một mục đích, đó là để hướng đến một tương quan rộng lớn hơn, để đến với tất cả mọi người. Như Đức Kitô đã nói với các môn đệ trong tin mừng Matthew chương 4 câu 19 rằng, Thầy sẽ, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, từ bỏ là để đi theo sát Đức Kitô về thể lý và về tinh thần. Theo tinh thần là sao? Là làm theo mẫu gương của Thầy, là đem ơn cứu độ cho mọi người bằng chính lời giảng dạy, gương sống yêu thương và phục vụ. Con đường mà người môn đệ theo, đó chính là con đường Giêsu. Đây là con đường không phải chỉ dành riêng cho một số người, như chúng ta vẫn hiểu là các linh mục, các tu sĩ.
nhưng đó là con đường được mở ra và mời gọi tất cả mọi người bước trên con đường ấy. Chúng ta cũng cần biết chắc rằng ở trên con đường này, Đức Kitô luôn đồng hành với mỗi người chúng ta và Ngài cũng đứng ở phía cuối mỗi con đường để chào đón chúng ta. Vâng, vậy các bạn đã sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi yêu thương để trở nên môn đệ của Đức Giêsu Kitô chưa? Chúng ta hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất nhé. Hãy từ bỏ một thói quen không tốt và thay vào đó bằng những việc làm tốt. Ví dụ như là bạn muốn bỏ thói quen đi lễ trễ và thích ngồi ở ngoài nhà thờ, thì hãy tập sắp xếp thời gian để đi lễ sớm hơn khoảng 10 phút và vào trong nhà thờ để tham dự thánh lễ sốt sắng. Hãy xin Chúa Giêsu đồng hành và giúp bạn nhé. Vâng, chương trình Vui Học Kinh Thánh cùng các sơ đến đây xin tạm dừng. Và sơ Ánh Hồng cũng như sơ Mai Hường mến chúc các bạn sẽ cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, đồng thời luôn hăng say và sẵn sàng đáp trả trong niềm vui và sự phó thác nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.